cơ đây là đang chạy theo chiều phải động cơ này. Hai khách hàng của bên Quang Thái đang dùng mua cái motor này về để làm đầu xịt đó cô chú anh chị ha. Chào tất cả anh em đến với kênh Motor Điện Toàn Phát Quang Thái nha anh em. Thì hôm nay Quang Thái sẽ review và báo giá hai con motor Toàn Phát 3 ngựa và 4 ngựa nha anh em. Thứ hai nữa là hôm nay Quang Thái sẽ mừng tuổi cô chú anh chị ha. Một cái motor là bên bên Quang Thái mừng tuổi cô chú anh chị 100 ngàn. Cô chú anh chị ha. Thì trên trước mắt chúng ta đây là hai con motor Toàn Phát 2,2 kW và 3 kW anh em. Thì 2,2 kW là 3 ngựa, còn 3 kW là 4 ngựa anh em, tua chậm. Anh mua về để rác cái đồ xịt anh em. Một con về cho anh Hùng đi Tiền Giang và một con cho anh Tài đi Hậu Giang nha anh em. Thì đây là hai con motor 3 ngựa và 4 ngựa motor Toàn Phát. Giá hiện tại anh em là 3 ký này, 4 ngựa này. Đó, thì giá nó là 2,3 triệu. Đó, tặng cho anh em mình mét rưỡi dây điện này, cô chú anh chị mình này, và vô ly thì 50 ngàn tính riêng nha cô chú anh chị. Đó, và cái con 2,2 kW này, tua chậm này là 3 HP này, thì giá là 2,2 triệu. Tặng cho cô chú anh chị một mét rưỡi mét dây điện, vô ly thì 50 ngàn tính riêng. Đó, thì giá nó vẫn không thay đổi nha cô chú anh chị, nhưng mà hôm nay Quang Thái làm clip để tri ân khách hàng, tri ân cô chú anh chị để ủng hộ bên Quang Thái lâu nay. Và cũng nhân dịp cuối năm, chuẩn bị bước sang năm 2024 đầu năm, thì cũng chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe nè, làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý, bình an, làm ăn tấn tài tấn lộc ha, cô chú anh chị ha. Và bên Quang Thái sẽ tặng mừng tuổi cho cô chú anh chị nè, một cái motor thì mừng tuổi cho cô chú anh chị một bao lì xì 100 ngàn ha, cô chú anh chị ha. Thì motor Toàn Phát là motor lỗi đồng 100%, bảo hành 6 tháng lỗi đổi mới nha cô chú anh chị. Thì giá của lâu nay thì nó vẫn vậy, giá của con 3 ngựa thì nó 2,2 triệu nè, vô ly 50 ngàn tính riêng, và giá của con 3 ký này, 4 ngựa này thì 2,3 triệu nha cô chú anh chị. Và đặc biệt giờ tới Tết thì tầm cỡ hơn 20 ngày nữa, thì bên Quang Thái làm chương trình để tri ân khách hàng mừng tuổi cô chú anh chị. Thì tuy là một món quà nó không có nhiều, nhưng mà cũng có cái một xíu quà để mà mừng sức khỏe của cô chú anh chị nhé. Giờ Quang Thái test này anh em ha. Motor đang chạy theo chiều phải động cơ, motor là 3 HP và 4 HP hả. Thì hai con nó đang là test chạy thử thì nó tầm 14,6 ampe anh em ha, cô chú anh chị ha. Đang chạy thì chịu phải động cơ ha, motor chạy giải nhiệt rất là tốt, motor vỏ gan hàng Việt Nam chất lượng cao, bảo hành 6 tháng lỗi đổi mới nha cô chú anh chị. Motor lỗi đồng 100%, cô chú anh chị. Motor là motor đây là đang chạy theo chiều phải động cơ này. Hai khách hàng của bên Quang Thái đang dùng mua cái motor này về để làm đầu xịt đó cô chú anh chị ha. Thì hai con này đã chạy rất là ổn và giải nhiệt rất là tốt. Cái vỏ nhôm á của cái 3 ký này nó nặng là 19,8 kg ha. Còn cái cá 2,2 này, 2,2 thì 3 ngựa này nó nặng là 18,4 kg ha cô chú anh chị ha. Đấy, motor chạy giải nhiệt rất là tốt nha cô chú anh chị. Bây giờ Quang Thái test này, Quang Thái test từng con đi ha. Thì Quang Thái cho cái con 3 ký chạy trước nha cô chú anh chị. Con 3 ký này chạy này. Con 3 ký thì ampe nó tầm, test thử cô chú anh chị, nó có tầm 9 ampe ha, 9 ampe, nhưng mà ampe vô tải nó thì nó tầm 11-12 ampe, tải tối đa của nó là 15 ampe ha. Đang chạy chiều phải động cơ, còn thay test nè, thay test con 3 ngựa 2,2 kW nè cô chú anh chị ha. Rồi thì cái 3 HP thì nó tầm 6,5-6,6 ampe ha, đang chạy chiều phải động cơ, ampe tối đa nó là 12 ampe, nếu mà vô tải thì nó tầm 9-10 ampe ha.
Đây là test chạy thử thôi, hàng Việt Nam chất lượng cao này, lỗi đồng 100%. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị về đã lâu nay đã ủng hộ bên Quang Thái ha. Cảm ơn rất nhiều. Đấy, thì chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip gần nhất. Chào cô chú anh chị ha. Dạ, xin chào. Chúc mừng năm mới nhé. Dạ, xin chào. Bye bye.